Tôi là Trần Hy Quang, thuộc đội cảnh sát hình sự. Mấy người toàn là nói với nói không à? Hãy làm đi cho tôi thấy. Nạn nhân là nữ giới, khoảng từ 12 tới 15 tuổi. Anh Quang, em nghĩ đây là hiện trường đầu tiên của vụ án. Vậy đó là đôi giày của nạn nhân, nhưng sau trái bắp lại đặt ngay ngắn ở trên. Nạn nhân chính là Nguyễn Thị Thảo. Chúng tôi xin được chia buồn với gia đình của ông. Không, không, không.